Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình đã quay lại cái cửa hôm trước ấy, thì mình sẽ quay cho các bạn xem những chiếc xà lan siêu to khổng lồ nhá. Đây là những chiếc xà lan chở cát ở khu vực sông Đuống. Nhìn này thôi, đến gần rất là to các bạn ạ. Xa xa dưới kia còn rất nhiều chiếc đang lên nhé. Tí nó lên đến đây quay cho các bạn xem. Bên này cũng đang có một chiếc xà lan đã có cát rất là đầy các bạn ạ. Chiếc xà lan này máy móc trên đỉnh là họ hút trực tiếp luôn nhá. Còn những chiếc xà lan không mà lỗi này, là những chiếc này, những chiếc xà lan sang mạng chỉ là bơm từ thuyền khác sang trở về thôi chứ không có hút trực tiếp. Các bạn thấy to, quá to luôn, quá khủng các bạn ạ, rất là to nhá. Nhà bác Tài đang ngồi trên đỉnh kia, rất là nhỏ, siêu to khổng lồ. Ở đít thuyền bác còn gắn mấy cái lốp kia để tránh tình trạng hôn nhau nhá. Rất là to. Kìa, bên dưới còn mấy chiếc đang lên nữa kìa. Khi nào lên gần đến đây mình sẽ quay các bạn. Đây, trong lúc mình đang chờ một chiếc tàu không lên nhé, thì đang có một tàu chở đá qua đây thì mình sẽ quay cho bạn xem. Đây, những chiếc tàu này đang đi xuôi dòng nước này, đi rất là nhanh, tiếng lổ rất là nhẹ. Đá, nhưng mà đá này mình nghĩ là còn nhẹ hơn cả cát. Đá rất là chìm, cát rất là chìm nhưng đá rất là lổi nhé. Đấy. Đây các bạn này, mấy chiếc tàu mình bảo đã lên gần đến nơi nhé. Mình quay cho các bạn xem. Thì những chiếc này là siêu nhỏ khổng lồ, không phải siêu to khổng lồ. Tại vì sau kia một chiếc to, chiếc này chỉ là chiếc nhỏ bình thường luôn. Những bạn nào ở trên núi ấy, hay là ở những cái vùng không có sông ấy, thì xem video này nhớ ủng hộ mình nhá. So với mình là nhỏ, nhưng mà so với những chiếc khác là rất là to đấy. Bác Tài đi rất là sát chân cầu nhá. Đi ngược dòng nước, chân vịt đánh rất là mạnh. Đây bên dưới này có mấy chiếc tôi đang lên này. Đấy, chiếc này to rồi các bạn này. Mình sẽ zoom lại gần cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy sóng đánh ở nước chưa? Phê chưa? Rẽ cả sóng ra này. Đấy. Ôi, ôi, nghe đã không? Siêu to khổng lồ. Chiếc tàu siêu khủng. Những chiếc này họ tính hàng nghìn khối nhá, chứ không phải tính hàng trăm khối đâu. Giờ bác Tài bác đang xách quần gì kìa. Này, phải là. Gì? Nghe nha, đằng trên kia lại có một chiếc xà lan chở hàng nó xuống nha. Đa số những cái chiếc mà bên dưới đi lên ấy là những chiếc xà lan không, còn những chiếc gì thì trên bên trên xuống ấy là chiếc đã có hàng rồi nha. Đấy, mình sẽ quay luôn cho các bạn xem chiếc xà lan xuống kìa. Đấy, đây rồi. Xa xa đằng kia các bạn nhá, là những ngọn núi rất là cao, những ngọn núi cao tận 30-40 tầng đấy nhá. Đấy, những ngọn núi màu trắng trắng xa xa kìa. Đấy, đây là một chiếc xà lan có hàng rồi đang chở xuống. Nếu mà mình mà là cảnh sát giao thông ấy thì mình chỉ ăn rồi mới ngồi canh ở cái chân cầu. Chiếc này đấy qua là ông thịt.
chiếc xà lan siêu to. Mình sẽ zoom gần cho các bạn xem. Đây, các bác ấy chở cát rất là đầy. Làm sao? Ở đây đây đây, các bạn nhìn thấy sóng chưa? Đấy, thấy chưa? Úi dồi ôi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi, úi dồi ôi. Và đây hai chiếc mà bục nhau ở đây này, bố mẹ đây các bạn này. Đây có mấy chiếc lên này. Hên cho bác là đi nhanh một tí nhá. Không là lại hôn em lần cuối. Đây các bạn nha, này một chiếc siêu to khổng lồ lên đây nhá. Này. Chiếc này thì không thấy rẽ sóng luôn. Tại vì cái mũi nó rất là cao. Nó nổi lên thần mặt nước. Đấy, đây, đây, zoom mic một thôi. Đấy. To chưa? Sóng rẽ ra đánh ở mầm. Đấy. Tất cả những con tàu này đều chở cát và chở đá hết nhá. Mà chở hàng gì thì chở. Con này thuộc vào hàng siêu to khổng lồ mà Tân Vlog đang lái thuyền đấy, siêu to khổng lồ nhá. Đây là các bạn này, tiếp theo là con xà lan nhỏ mà có vó nhá. Chiếc này trông như cái chiếc thuyền chiến ngày xưa, cái mũi bằng nhá. Đây này, này thuyền bé nhưng mà rẽ sóng rất là kinh đấy. Đây, đây đầu bằng cái này. Đầu này thì bạn đi chọn trâu thì phải biết. Bé nhưng mà trông sạch điệu lắm. Bé xinh xinh. Các bạn nên biết rất nhiều chiếc tàu đang xuống nhá. Con tàu bé thôi nhưng mà rất là dài. Dài các bạn. Dài chưa? Dài nhá. Bên dưới kia còn 4-5 chiếc tàu nó đang lên kìa. Mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Anh em nào mà thấy hay ấy, thì nhớ bấm vào nút đăng ký và like nhé. Mình sẽ quay cho các bạn những chiếc xà lan siêu to khủng lồ khác cho các bạn xem nhá. Thì lúc nãy trong lúc chờ đợi những chiếc thuyền đang lên ấy, thì bây giờ mình sẽ lại quay lại tiếp tục cho các bạn xem những cái chiếc thuyền mà đang lên nhé, những chiếc xà lan đang lên thì kìa. Tại vì chờ xà lan lên ấy thì đường thủy nó rất là lâu nên những cái đoạn tiếp theo mình sẽ cắt đi. Mình sẽ rút còn lại để chờ những chiếc nó gần lên đến nơi mình mới quay nhá. Chứ nếu mà mình quay cái này nó dài quá nhá. Ở dưới kia các bạn nhìn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5 chiếc đang lên nhé. Còn đang xuống thì cũng rất là nhiều đây các bạn này. Các bạn cứ đăng ký kênh, like, ủng hộ mình. Mình sẽ quay nhiệt tình cho các bạn xem. Mình sẽ nhảy xuống sông bắt những chiếc xà lan đứng lại để leo lên quay cho các bạn xem nhá. Đây này, đến rồi này. Đấy, nhỏ em có võ nhá. Những con này thì không phải là to lắm. Nhưng cũng dạng không phải là dạng vừa phải. Đây này. Đấy, bên kia là một chiếc xà lan chở hàng đang đi xuống nhỉ. Nhiều chưa? Quá nhiều xà lan luôn. Các bạn nhìn kìa, hai chiếc xà lan đi ngược chiều nhau nhá, đánh sóng tung tóe lên kìa. Những cái pha như thế rất là nguy hiểm, tại vì nước nó sóng vào cái khoang hàng ấy dễ có thể dẫn đến chìm thuyền lắm. Mấy dưới kia còn có mấy chiếc đang nối đuôi nhau lên nhá.
Đấy, đang lên kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. 6 con đang lên nhá. Đấy, còn bật đèn kìa. Giữa ban ngày bật đèn là có vấn đề đấy. Con này chạy rất là mạnh nhá. Mình sẽ quay các bạn xem. Con này nghe vẻ tiến bộ như con trước, cũng là cái dạng là siêu to khổng lồ, nhưng mà được cái là phóng nhanh vừa đầu. Đây, nước sông hôm nay trời mưa nhá, cuồn cuộn đây này. Bác tài bác lái vận tốc tầm này chắc tầm 80 km/h nhá. Đấy, ôi rồi, ghê chưa? Đấy, thấy chưa? Đi phải như thế này, đi thế này ai đuổi kịp? Tiếng bồ không là sướng rồi các bạn nhá. Đây thì tiếng bồ của bác cái này. Đấy, nghe phê chưa? Siêu to khổng lồ. Đấy. Giờ các bạn nhìn nhá. Đấy, khi những hai chiếc đi ngược chiều nhau sóng đánh rất là mạnh nhá. Nếu mà chiếc kia mà chìm một tí nữa thì xem đã luôn. Đấy các bạn thấy không? Sướng chưa? Những cái pha như này mình rất là thích. Đấy, lại một con siêu to khổng lồ nữa đi lên này. Con này hai tầng các bạn nhá. Tầng trên là để lái, tầng dưới cũng là để lái. Đấy. Con này thì cái mũi nó chồm ở trên mặt nước nên sóng nó không thấy mạnh mấy, nhưng mà cũng là khủng đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy các bạn thấy không? Đây có hai khoang lái nhá. Đấy, bác kia bác mặc mỗi quần xịt bác đứng kìa à? Thế ăn chơi gì đấy. Đây nha các bạn nhé, bên dưới này lại một chiếc đang lên nữa. Thì mình quay lốt chiếc này cho bạn xem thôi. Thì trời cũng chuẩn bị tối rồi, thì mình cũng phải về thôi. Thì các bạn nhớ bấm nút đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.